xin hướng dẫn các bạn một cái câu lick của âm dài là đô trưởng, nhưng mà chúng ta có sử dụng một cái cách khá khéo léo cái pentatonic xen kẽ vào trong cái âm dài trưởng bình thường, và kết hợp thêm cái kỹ thuật tapping nữa, cũng khá là thú vị. Hy vọng là clip này giúp ích cho bạn trong việc có thêm một clip luyện tập nhé. Thì phần này chúng ta sẽ chia làm hai phần để các bạn dễ tập. Phần đầu thì chúng ta hầu hết là đánh phím và kỹ thuật tay trái rất quan trọng, các bạn nên tập sao cho nó đúng, đó là kỹ thuật là pull up hammer on. Hay nếu các bạn chưa biết kỹ thuật này có thể xem các clip trước của mình có hướng dẫn. Thì ở đây tay trái các bạn đánh một vài phím thôi, tay phải các bạn đánh một vài phím thôi, tay trái của chúng ta mới bắt đầu là sử dụng pull up nó ra. Ví dụ như các bạn đánh cái câu như thế này, các bạn thấy chưa, từ nốt la nè các bạn pull nó ra luôn, hoặc là một tiếng ngay chỗ ngang năm qua ngang bảy, ví dụ như vậy. Thì bạn thấy là tay trái của chúng ta làm việc khá là dịu, và khi các bạn nên tuân thủ những cái câu lick đánh theo kiểu như vậy thì để cho cái tay của mình nó kết hợp với nhau tốt, và nó sẽ tạo ra cái câu mượt mà hơn ha. Thì các bạn có thể download tab về để chúng ta xem được cái câu đầu tiên như sao. Mình sẽ cố gắng đánh chậm từng phần ha, các bạn cố gắng tuân thủ theo cho đúng cái nào harmon cái nào phụ nữ như sao nhé. Bắt đầu ngang 8 nha. Của nó như vậy ha. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một vài cái là ví dụ như cái này là có pull up nè, và có slide nè. Sau đó các bạn pull up nha. Pull up hammer on khá nhiều ha, đánh lại nha. Nhớ download tab về, các bạn xem chi tiết và bạn thể luyện tập theo nó dễ hơn ha. Thì câu tiếp theo của chúng ta là sao? Lại nha các bạn. Thì cái này chúng ta sẽ có nốt pha ngay chỗ này ha. Sau đó 7. Các bạn cố gắng khéo léo ngay chỗ này để cho chúng ta pull up nó vậy. Nó ra cái nốt trước đó ha. Lại câu này nha các bạn. Thì cái câu tiếp theo của nó như sau. Chậm cái câu này để cho các ngón của chúng ta nó linh hoạt, và cái tay phải các bạn biết là mình đánh ở những cái vị trí nào, còn những vị trí nào chúng ta phải hammer up tay trái nha. Từ đầu là đoạn này nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ, sau khi các bạn nghe nốt đô này bên 1/4 hơi mạnh tí ha, sau đó chúng ta đánh xuống rồi là son, từ rê chúng ta slide lên mi, kết thúc ngay đô nha. Đoạn này chúng ta đánh chậm này vậy thôi, từ đầu nha bạn. Thank you.
khó không? Cái đoạn sau là tapping. Câu tapping này thì có thể nếu mà các bạn nó thuộc về cái đô trưởng thôi, nhưng thật ra cái câu này các bạn có thể thấy rằng là nó đúng ở trong cái hợp âm là đô chính. Đô chính thì nó là đô trưởng 7 và thêm nốt bậc chính. Tức là đô trưởng các bạn sẽ có là ba nốt trong cái triad của nó là đô, mi và son. Thêm cái bậc 7 nữa là thêm nốt si. Bậc chính là thêm nốt rê nữa. Cho nên nó sẽ mở rộng được rất là nhiều ha. Thì câu táp nó như sau. Các bạn ngay dây số 5, các bạn táp ngay ngăn 10 là son. Tức là 10, 3. Các bạn buông nó ra ngăn 3 là đô nè. Hammer on vô ngay nốt rê. Ngăn 5 ha. Rồi xuống dưới chúng ta có ngay nốt đô luôn. Tức là đô, mi, son. Ngăn 10, 2. Sau đó các bạn vô ngay cái ngăn 5. Rồi tiếp theo bạn táp vô ngay ngăn 9 của dây son. Tức là chúng ta có mi nè, si nè, đô. Sau đó các bạn táp lên ngay son. Tức là son, rê, mi á. Sau đó các bạn táp lên ngay nốt si là ngay ngang xuống 16. Sau đó các bạn put. Thì ngay chỗ này các bạn đánh harmonic ngay chỗ ngang xuống 12. Ngay chỗ này là nó son luôn nè. Nhưng mà thật ra chỗ này các bạn táp ngay ngang xuống 16 xong sau các bạn pull nó lên. Các bạn hơi búng cái dây một cái và các bạn đưa vào để tạo tiếng harmonic cho nó ha. Lại từ đầu nha các bạn. Chúng ta đè cái dây này xuống lên nó sẽ tạo ra cái nhúng thay cho nhúng ha. Khá thú vị đúng không? Cái đàn dán tele lè ha. Rất nhiều tay guitar muốn nhúng hay xài cái kiểu như vậy. Đây là một chiều mới các bạn học ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh lại từ đầu xem nó như thế nào. Đánh tăng lên tốc độ thì nghe nó cũng sẽ thú vị hơn ha. Thử xem là các bạn đạt tốc độ được khoảng bao nhiêu. Nhớ tăng từ từ lên, đánh đúng xong mới tăng tiếp nha các bạn. Rồi thì hy vọng là bài học này cũng giúp ích cho các bạn trong việc luyện ngón rồi ha. Các bạn thấy cây đàn tele này như thế nào? Cây này của Manson ha, một nhà làm đàn rất nổi tiếng kết hợp với cọt để dò dạ cái cây này sản xuất tại Indonesia nha. Màu rất đẹp các bạn, các bạn coi màu bên ngoài rất là đẹp, màu xanh. Cái này theo như mình gọi thì gọi là giống như cái mèo mà màu metallic đó các bạn, xanh xanh ánh kim ha, rất là đẹp nha. Tone nó cũng khá là hay nữa. Nên nếu các bạn nhu cầu hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để xem cái cây đàn giá trị nó bao nhiêu, có tương xứng với giá dành cho các bạn hay không nhé. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop, kênh Guitar for Freedom. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.